Và đến với trận đấu đầu tiên của C3 này anh em ơi, AC Dian, AC Seng và Hit 4. Rồi, đánh đi. Và hy vọng chúng ta sẽ bật C nào. Và một trận đầu tiên C3 quân đang rất ổn áp AC Seng. Bên kia cũng là hai cặp tuyển là Hit 4. Và nếu như trận đấu này mình cầm Baby Cho hay là kiểu đằng Min Gzik hay là Iazom Max C gì đấy thì khoai đấy. Nhưng mà trận này mình cầm AC Seng tuyệt vời luôn. Lại một trận đấu nữa mà thầu cầm AC. Rất nhiều AC và trận này tí là người cầm Seng. Một bài Seng chém. Bên kia Gunny Fo rồi. Và Hitty trên tay Long Lê. Đấy, mắc bình rồi đấy. Quân mắc bêu rồi. Xem bài cái nữa. Đấy, đây là bài đấu AC Dian. Nếu em nhớ không nhầm thì như đây là trận thi đấu thứ 3 mà thầu cầm AC Dian trong buổi tối ngày hôm nay thì phải. Ít nhất là 3 trận. Ít nhất là 3 trận. Đôi 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 đôi. Vâng, bài mắc binh dành cho thầu cánh bên này. Đấy, đánh đi. Map quá đẹp rồi. Lỡ ngớ lại bên này lại còn đôi voi nữa đi. Không biết có phải bài 6 voi cho thầu hay không. 6 voi bãi quả phụ luôn. Còn tí nữa anh em xem có phải 6 voi không nhá. Đợi một chút đã. Đợi tí khiêm thủ thầu check một cái nữa xem như thế nào. Và không biết hôm nay anh em có quyết định là thức đến 1 giờ đúng không nhỉ. Hôm nay có nhiều anh em bằng làm gọi là đã đạo gọi đồ và chuẩn bị môi để tối xem bóng đá hay chưa. Mùa dịch nha anh em toàn xem bóng đá kiểu một mình, xem với vợ nhỉ, xem với vợ. Mùa dịch nha, ít khi anh em sang được kiểu tụ tập để xem bóng đá lắm. Ngồi nhà thôi. Đôi không? Đôi. Đúng là đôi vòi luôn. Úi giời, bài. Thế này có phải ưng không? Đấy, trận này mà thua thì cạn lời đấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng đảo qua máy tí xem như nào nhá. Bên này thì bài quá mắc binh thì cho AC rồi. Bài quá mắc. Đây là game thủ tí người cầm Seng. Như vậy là bầy hươu bãi quả. Map tươi luôn. Map tươi. Cho anh Trung Tít, cho anh Bụng Trống nhá, cho anh Trần Hùng. Ok, cho anh Quang Sáng nhá, cho tất cả anh em. Thấy à, game thủ nào đấy đang sang phá đám. Như vậy đây là Long Lê. Vâng, map đấu mà Long Lê đang ra mút ở đây. Đúng rồi, đừng đứng ở đây, không cho Long Lê vẩy bây giờ. À, mình vẫn sẽ vẩy được tơ này. Ok luôn. Như vậy là trận này người cầm Hitty đang ở đây. Và chính ra bài này vẫn có thể làm một cái BS chay để có thể ăn bầy hươu này vẫn hợp lý. Trận này mình sẽ lợi thế hơn khi mình là Seng. Dễ ép đời hơn so với Hitty rất nhiều. Đây, bầy hươu này vẫn đập cái S để mút được. Không vấn đề gì cả. Đây, vẫn đập S ăn được mà nhỉ. Ngại ngần chi. Rồi, làm quả S nữa, 25 dân. Vẫn kích đời tốt. Liệu rằng có làm một cái BS đây không? Và sẽ cùng đảo qua màn hình máy với thủ TMT một chút. Trận này hai bài ta đều ổn. Và đây là bài đấu 6 voi về thì thầu và một bãi quả phụ cộng với bầy hươu. Úi giời ơi, bài 1, 2, 3, 4, 5. Ơ, vẫn còn voi. Đúng rồi, vẫn còn một voi mà mình nhớ là 6 voi. Không thể sai được. Quá khỏe luôn. Thôi xem tí. Trận này không biết Long lên được đời hay không. Và một tuần rất tiết kiệm đi tí khi mà quyết định là không đập một cái nhà bé chay để có thể ăn hươu. Vâng, BM. BL. Vẫn lên được đời thoải mái luôn. Đang điểm số đội bạn rất cao. Có lẽ đây là điểm số giò. Đây khả năng là điểm số giò của hai game thủ. Trận này mình nghĩ là Long Lê cũng gần 6 giờ và Long Lê tạt lên để ăn thì chứng tỏ là bài cũng khá sâu. Không biết trận đi đấu này các game thủ ta có thể giải quyết đối phương ở trong phút thứ bao nhiêu đây. Phút thứ bao nhiêu?
Vâng, thậm chí là thầu em đang bơm thêm một chút thực cho tí để tí có thể lên công giáp đầy đủ. Rồi, giáp. Ok, đủ rồi. Khoảng 30% đến từ gắn nơi và trận này Long Lê cũng là một bài đầu lên đời khá sớm. Vâng, Long Lê gặp Hitty trận này dò 14%. Đang đẩy xe đẩy sang đây thì Long Lê cũng đã có cho mình con tê đứng thủ nhà luôn. Cũng sớm phết đấy, bài này Long Lê cũng kích sớm. Rồi, gặp rồi. 1 giờ 1 T, hai cái thủ B grab đang công lên nhà cái thủ Hitty tên này. Nhưng mà con T của thầu vừa nằm xuống rồi. Đó, một con T của thầu bị những con T Hitty sơi. Yểu luôn. Còn bên này thì thời thời Gunny đang có tình huống tạt treo. Nên có lẽ là mọi thứ đã quá muộn cho một cuộc tình rồi. Đây, ruộng chính đã bò chưa? Một bài đấu mà game thủ Long Lê đang mất khá nhiều lực để có thể bò bế. Và tờ này có lẽ là game thủ gắn Long Lê sẽ không sóc đều được với cung R của mình đâu. Mình đoán sẽ không sóc đều cung R. Vậy e. Nào, bò hộ cái mặt này. Không bao giờ đấy. Ấy, rồi sao tờ này lại vừa nãy không... Vâng, đang tập trung đẩy lạc đá lại đi về chỉnh cái dân dân nhỉ. Khoai quá, tí thì vào được. Rồi, như là vẫn có thể vào tổng tổng được tờ này. Đó là 28/48. Đó, đêm màn hình máy đến từ game thủ tiểu bàn thầu 27/52. Ok, như vậy là bên này thì game thủ Gunny đang công. Nhưng mà bài đấu cũng chưa mất gì nhiều. Game thủ thầu vẫn đang 4A vắt đều luôn. Mà ruộng nương mọi thứ thì vẫn đang ổn. Và chúng ta đang thấy là một dân vàng của game thủ tí đang đứng chơi. Hàng là 29/48 của game thủ người cầm sen. Bây giờ thì game thủ Gunny đang một tuần tạt chéo. Một bài đấu chém rất khỏe đấy. Vâng, đây là TMT. Vâng, đây là một trận đấu mà Gunny cầm phô đấy. Gunny bài phô chưa mất gì đâu. Nhưng đây là cái map đấu mà Gunny đi ăn hoang như vậy. Vâng, theo mình cảm nhận là trận này Gunny đi ăn hoang. Đánh kiểu một cái thế dân chạy khá long quang. Nhưng bây giờ thì game thủ người cầm màu 3 bắt đầu có đơn vị cung R đầu tiên. Thả lại 40/56 đến từ game thủ tiểu bàn thầu. Đây máy của tí nào, 23/48. À, cẩn thận, có lẽ chạy quanh ruộng này đi thôi. Tưởng biết ngay là Gunny sẽ quay lại mà. En Chim En Tòng Thị Phong. Nào thầu cố gắng cầu tiên xích. Cố gắng cầu tiên xích những con lạc đà của cái thủ Gunny. Đó, nhà L xích lại. Rỉa hết lạc đà Gunny dễ chơi. Gunny đang vắt được rất đông lạc đà đấy. 46/64 đến từ tham lai của game thủ tiểu bàn thầu. Và cẩn thận với tình huống bị vẩy e. Chạy. Ôi rồi, Gunny vẫn 2L vắt đều luôn. Chúng ta có thể thấy là turn vừa rồi Gunny vẫn cứ 2L chảy đều. Ôi rồi, thằng này bị đè. Oh my god. Vâng, trận này mà thua. Căng thế nhở.